Á hậu Kiều Loan giờ ra sao sau nhiều lần phẫu thuật thẩm mỹ? Á hậu Kiều Loan liên tục xuất hiện với diện mạo mới khiến công chúng không khỏi bất ngờ. Nhiều người cho rằng khuôn mặt cô ngày càng đơ cứng, kém tự nhiên, nhưng một số người lại dành lời khen ngợi cho nhan sắc hiện tại của nàng hậu. Á hậu Kiều Loan được biết đến là một trong những nhan sắc đa tài của làng mỹ nhân Vbiz. Bước ra từ cuộc thi sắc đẹp, Kiều Loan đang dần chứng minh được thực lực cá nhân khi cô lấn sân sang nhiều lĩnh vực khác, từ vai trò MC đến ca sĩ, rapper. Nhiều người còn ưu ái đặt biệt danh cho cô là nữ hoàng giải trí thế hệ mới. Được yêu mến là vậy, nhưng ít ai biết được nàng hậu từng bị miệt thị ngoại hình nhiều lần. Điển hình, sau đêm chung kết cuộc thi, Á hậu Kiều Loan từng bị cộng đồng mạng công kích vì cho rằng nhan sắc mỹ nhân gốc Quảng Nam không xứng với danh hiệu được trao. Vắng bóng một thời gian, Á hậu Kiều Loan bất ngờ xuất hiện với gương mặt khác lạ, khiến công chúng không khỏi nghi ngờ cô đã can thiệp giao kéo. Đứng trước làn sóng nghi vấn của dư luận, Á hậu người Quảng Nam thẳng thắn thừa nhận, Loan nghĩ mình vẫn giữ được những nét sẵn có, chỉ là nếu trước kia Loan dễ thương kiểu chân chất, hiện giờ Loan thay đổi để tự tin hơn và đã khắc phục được những điểm tối trước đó. Hiện tại Loan hài lòng lắm rồi. Khi tham gia buổi trò chuyện chương trình Sức Sống Việt Nam về chủ đề phẫu thuật thẩm mỹ, Á hậu Kiều Loan cũng lên tiếng khẳng định bản thân đã can thiệp giao kéo sau khi tham gia Hoa hậu Hòa bình Thế giới 2019 để trở nên tự tin hơn. Dù không phải lần đầu công khai thông tin mình can thiệp thẩm mỹ, nhưng đây là lần đầu tiên Kiều Loan chia sẻ lý do quyết định giao kéo. Á hậu 1 Miss World Việt Nam 2019 tâm sự, sau khi đăng quang, dù là thí sinh đẹp hay tài năng đều bị lời ra tiếng vào, cũng như khán giả không bao giờ hài lòng 100%. Lona là một trường hợp sau khi đăng quang, hầu như mọi người đều thấy mình không xứng đáng với ngôi vị Á hậu 1. Đôi khi, những hoạt động trong cuộc thi được cập nhật liên tục nhưng mình lại ít được tiếp xúc với khán giả cho nên mọi người không tìm hiểu rõ về mình. Hầu như mọi người đều cảm thấy vẻ đẹp bên ngoài của mình quá nhạt nhòa để họ hứng thú và tìm hiểu về vẻ đẹp bên trong. Song song đó, cô còn cho biết bản thân khóc khá nhiều trong quá trình chuẩn bị cho cuộc thi Miss Grand International 2019 vì bị miệt thị ngoại hình. Mình chưa kịp vui khi vừa được nổi tiếng thì lại phải chịu những lời lẽ làm cho bản thân tự ti, dù dè hẳn so với bản thân trước đây. Có một đêm mình khóc bù lu bù loa và không biết làm gì, Á hậu Kiều Loan trải lòng. Tuy nhiên cô đã nhanh chóng vực dậy tinh thần và cố gắng chuẩn bị tốt cho cuộc thi quốc tế. Hơn thế nữa, người đẹp sinh năm 2000 còn chăm chút vẻ ngoài của mình, đồng thời tính toán kỹ lưỡng và lên kế hoạch để thể hiện khí cạnh đẹp nhất trước truyền thông. Sau một năm cân nhắc, Kiều Loan chọn phương pháp giao kéo để bản thân trở nên đẹp hơn. Nữ ca sĩ thừa nhận, tôi đã quyết định tìm đến bác sĩ và phẫu thuật thẩm mỹ để được như hiện tại. Bên cạnh đó, cô cũng thẳng thắn cho biết gia đình đã phản đối kịch liệt khi cô chia sẻ ý định này, tuy nhiên người vẫn quyết tâm thực hiện. Đến thời điểm hiện tại, Kiều Loan khẳng định đó là lựa chọn đúng đắn dù vẫn sợ bị mọi người dè bỉu mình mang vẻ đẹp nhân tạo. Bây giờ tôi tự tin hơn, công việc của mình sáng lạn hơn nên tôi cảm thấy việc phẫu thuật thẩm mỹ là không sao cả, Á hậu 1 Miss World Việt Nam 2019 chia sẻ trong chương trình. Không dừng lại ở đó, Á hậu Kiều Loan tiếp tục vướng nghi vấn phẫu thuật thẩm mỹ lần 2, nàng hậu tiếp tục gặp phải nhiều chỉ trích vì bị cho rằng lạm dụng giao kéo. Netizen hiện nay đã không quá khắt khe với việc can thiệp thẩm mỹ của các người đẹp. Tuy nhiên, mỗi lần xuất hiện, Á hậu Nguyễn Hà Kiều Loan lại khoe một diện mạo mới hoàn toàn khác lạ. Thậm chí, người hâm mộ của nữ nghệ sĩ còn ngã ngửa vì nhiều lần không thể nhận ra được idol của chính mình. Hiện tại, hậu giao kéo, dung mạo lạ lẫm của nàng hậu gốc Quảng Nam là chủ đề bàn tán từ cư dân mạng. Tuy nhiên, nhiều khán giả cho rằng nữ nghệ sĩ đừng để tâm quá nhiều đến bình luận tiêu cực mà nên tập trung vào bản thân nhiều hơn. Hình ảnh chỉnh chu hiện tại của chân dài Quảng Nam khiến công chúng dần thay đổi góc nhìn. Gương mặt của Lona dần hài hòa và sắc sảo hơn hẳn so với 3 năm về trước. Bên cạnh đó, sống mũi cao thẳng tắp cùng đôi mắt được cắt mí rõ ràng giúp cho nàng hậu trở nên tự tin hơn khi hoạt động nghệ thuật. Đặc biệt, điều này khiến Lona theo đuổi thành công hình tượng ca sĩ nóng bỏng gợi cảm. Chia sẻ về vấn đề phẫu thuật thẩm mỹ nhiều lần, Á hậu Kiều Loan thổ lộ trước truyền thông: "Do mũi tôi hơi dài, đầu mũi to, dáng mũi kết và khi lên hình chưa thật sự cân xứng nên tôi quyết định phẫu thuật thẩm mỹ mũi để phù hợp với khuôn mặt. Tôi đã tìm hiểu kỹ trước khi đưa ra quyết định, đến giờ đó là lựa chọn đúng đắn, sự đầu tư thông minh bởi tôi biết rào cản của mình ở đâu và chỉ cần cải thiện nó thì tôi có thể tự tin theo đuổi đam mê và mang lại những giá trị tốt đẹp cho mọi người."